Nếu như trước năm 2015 diện tích cây sơn tả của huyện Mù Căng Trải chưa đến 2.000 ha tại 13 xã, thì đến nay diện tích đã tăng thêm gần 3.000 ha, đưa tổng số diện tích lên gần 5.000 ha. Diện tích cho thu hoạch ước đạt 2.500 ha, năng suất trung bình đạt ước khoảng 1,4-1,5 đến tấn trên hecta một năm. Tổng sản lượng ước đạt là 3.000 tấn quả trên năm, mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho đồng bào các dân tộc vùng cao của Mù Căng Trải.